Hi, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn xỏ căm cho cái loại đùm mới này. Cái khế thì cái loại đùm này nó giá khoảng là 1,5 triệu là luôn căm, còn đùm không thì giá tầm 800 đổ lên. Ở thì các bạn nào thích cái loại đùm này thì nó có rất nhiều màu vàng, đỏ, xanh. Đó thì những màu đó rất là thời trang, rất là đẹp. Thì cái này mình cứ để link ở phần mô tả các bạn. Thích thì các bạn có thể click vào link để các bạn tham khảo giá và các bạn có thể mua online nha. Game mình sẽ bắt vào thử cho các bạn xem nha. Thank you.
Ok, vậy là mình đã xỏ xong cái loại đùm trái khế này rồi. Thì nó nói chung là nó hơi khó xỏ hơn cái loại đùm thường của mình tí. Nhưng mà các bạn xỏ một hai lần các bạn sẽ quen tay, các bạn sẽ xỏ tốt hơn và nó nhanh hơn. Thì sau khi xong cái này, chúng ta sẽ xỏ xong cái này, chúng ta bắt sơ qua. Thì chúng ta sẽ đến cái chỗ chuyên rút căm á, thì họ sẽ rút lại chúng ta cho nó chắc hơn. Là coi như xong chúng ta có thể gắn vào, chúng ta chạy. Và Linh mua những cái loại này thì mình cứ để phần mô tả, các bạn thích thì các bạn có thể này dặn vô là nó tới đây rồi. Mua cho mình một loại nha. Cái cây đó qua đây hay qua bỏ anh làm. Đây.